Hân hạnh được gặp lại quý bác sĩ trong chuỗi chương trình đào tạo trực tuyến siêu âm mạch máu từ cơ bản đến nâng cao do Chi hội Siêu âm Việt Nam phối hợp cùng GE Healthcare tổ chức. Chương trình phần 6 về siêu âm Doppler mạch máu ngoại vi sẽ diễn ra từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6. Phần nội dung bài giảng hôm nay bao gồm các bài siêu âm Doppler suy tĩnh mạch chi dưới và bài quy trình siêu âm báo cáo kết quả do bác sĩ Nguyễn Quang Trọng, Tổng thư ký Chi hội Siêu âm Việt Nam trình bày. Sau đây xin kính mời bác sĩ Nguyễn Quang Trọng bắt đầu phần bài giảng. Rồi, xin chào các bạn. Bây giờ mình đã có một bài nói về cái huyết khối tĩnh mạch ngoại vi. Bài hôm nay mình đề cập đến cái suy tĩnh mạch nông chi dưới. Thì về suy tĩnh mạch nông chi dưới đó, đây là cái hình được chụp năm 2015 trong một cái hội thảo gì tôi không nhớ, tại vì đi dạy nhiều quá không có nhớ. Về tổng quan thì là cái siêu âm Doppler được sử dụng nhiều nhất trong chẩn đoán và theo dõi rối loạn tĩnh mạch mạn tính. Người ta dùng từ chuẩn là chronic venous disorder, tức là CVD, tức là dịch ra là rối loạn tĩnh mạch mạn tính chi dưới. Năm 1994 thì người ta có một cái đồng thuận trong phân loại CEAP của cái hội tĩnh mạch siêu âm hội tĩnh mạch của Mỹ, gọi tắt là AVF. Đến năm 2004, tức là 10 năm sau, thì cái phân loại CEAP này được cải tiến, tức là có thay đổi một chút. Trong khi đó về phía châu Âu thì năm 2003 thì cái hội tĩnh mạch học quốc tế, tức là bên phía châu Âu thì họ lập ra một cái hội tĩnh mạch quốc tế. Thông qua cái website của hội đưa ra những cái tài liệu đồng thuận giữa những cái nhà tĩnh mạch, nhà chẩn đoán hình ảnh về cái siêu âm Doppler chuẩn trong chẩn đoán CVD. Ở đây như vậy thì mình sẽ có một cái khái niệm là cái chị biết là những cái mà người ta phải có đồng thuận, tức là có nhiều bất đồng, cho nên người ta sẽ có những cái ngồi lại với nhau để có cái đồng thuận. Điều đó cho nên rằng là mình phải hiểu rằng là cái siêu âm về suy tĩnh mạch nó có rất là nhiều cái tài liệu khác nhau và người ta buộc phải có cái sự đồng thuận để cho nó thống nhất. Rồi, như vậy thì mình sẽ đề cập đến cái hai cái quan trọng là cái phân loại đầu tiên quan trọng nhất là mình phải nắm. Tức là nhiều anh chị nghĩ rằng là mình làm siêu âm mình không cần biết lâm sàng, nhưng mà trong trường hợp này buộc mình phải biết thì mình làm tốt được. Thì mình sẽ đề cập đến cái phân loại CEAP cải tiến là 2004. Cho đến bây giờ vẫn còn ý nghĩa. C có nghĩa là clinical, E có nghĩa là etiology, A có nghĩa là anatomy và P có nghĩa là physiologic. Tức là thứ nhất là lâm sàng, thứ hai là nguyên nhân, thứ ba là giải phẫu, thứ tư là sinh lý bệnh. Và đề cập đến đầu tiên là cái lâm sàng, tức là C. Người ta nói C0 tức là bình thường, C1 là giãn mao tĩnh mạch, C2 là giãn tĩnh mạch dưới da, C3 bắt đầu có phù, 4A là những cái đốm sắc tố hoặc chàm, 4B là sơ bì da, 5 là loét tĩnh mạch lành và C6 là đang loét tĩnh mạch. Thì người ta S có nghĩa là symptomatic, là có triệu chứng, tức là ngứa, đau, căng tức, cảm giác kiến bò. Cái này thiếu chữ C. Nặng chân có rút cơ. A tức là asymptomatic, tức là không có triệu chứng. Rồi, đó là về lâm sàng. Nguyên nhân thì gọi là C là congenital, là bẩm sinh, P là nguyên phát primitive, S là secondary, là thứ phát, N là nông, là không xác định. Thứ phát đó là sau huyết khối tĩnh mạch. Về giải phẫu, AS tức là superficial, đó là tĩnh mạch nông, P tức là perforator, là tĩnh mạch xuyên, D là deep, là tĩnh mạch sâu, N là không xác định. Rồi. Về cái sinh lý là A là reflux, tức là trào ngược, O là obstruction, là tắc nghẽn, vừa A vừa O tức là vừa trào ngược vừa tắc nghẽn, N là không xác định. Rồi. Như vậy nhắc lại, mình sẽ có CEAP, tức là lâm sàng, nguyên nhân, giải phẫu và sinh lý bệnh. Thì
lại phải thuộc cái này, tức là mình phải biết cái này, mình in ra cái bảng để dùng. Về tĩnh mạch người ta nói một là mao tĩnh mạch, hai là tĩnh mạch hiện lớn tầng trên gối, ba là tĩnh mạch hiện lớn dưới gối, bốn là hiện bé, năm là tĩnh mạch không phải là tĩnh mạch hiện. Về tĩnh mạch sâu thì mình có sáu là tĩnh mạch trụ dưới, bảy là chậu trung, tám là chậu trong, chín là chậu ngoài, mười là chậu, 11 là đùi chung, 12 là đùi sâu, 13 là đùi, 14 là khoeo, 15 là cặp tĩnh mạch chạy trước, cặp tĩnh mạch chạy sau và tập tĩnh mạch mát, 16 là cặp tĩnh mạch cơ vùng chân trong, cặp tĩnh mạch cơ vùng chân ngoài và cặp tĩnh mạch dép, cho dép. Vụ tĩnh mạch xuyên á, thì có 17 là tĩnh mạch xuyên vùng đùi, 18 là vùng bắp chân. Rồi. Người ta chia ra mức độ khảo sát, mức độ 1 là khám với các nhà tĩnh mạch học, có thể khảo sát được bằng siêu âm Doppler bằng máy xách tay. Cái thứ hai là mức độ 2 là khám siêu âm Doppler bằng máy chuẩn, tức là thông thường trong các bệnh viện là gửi xuống khoa siêu âm làm đó, thì đó là mức độ 2. Mức độ 3 là khám nghiệm sâu hơn như chụp tĩnh mạch, đo áp suất tĩnh mạch, làm CT hoặc cộng hưởng từ. Như vậy là thông thường mình ở dừng ở mức độ 2 hoặc là mức độ 1. Nhưng mà cái mức độ 1 này tôi xin lưu ý các bạn, tức là những cái nhà lâm sàng á, bây giờ có khuynh hướng là một số nhà tĩnh mạch học vừa đá banh vừa thổi còi, tức là họ tự khám và họ cho là bệnh nhân nào cũng suy tĩnh mạch hết và để đốt tĩnh mạch lấy tiền. Thì cái điều này là một thực tế đáng buồn ở Việt Nam hiện tại. Và một cái này là mình phải cho vào cái thời điểm khảo sát, mình phải ghi trong cái báo cáo là bất kỳ một cái phân loại CAP nào cũng kèm theo thời điểm khảo sát. Ví dụ như người ta ghi C đây, E đây, ADP đây kèm theo thời điểm là ngày 21 tháng 8 năm 2003. Rồi, bây giờ đề cập đến cái CAP thì mình phải có một số cái mình phải thống nhất với nhau. Như vậy thì mình nói là rối loạn tĩnh mạch mãn tính, tức là chronic venous disorder, tức là CVD, là nó từ C1 đến C6. Thì người ta lưu ý là dạng mao tĩnh mạch, tức là C1 đó, là rất là thường gặp và trong nhiều trường hợp dùng từ bệnh là không có thích hợp. Tức là gọi là dạng mao tĩnh mạch xem như là không có gì hết, tức là nó là C1 thôi. Còn cái suy tĩnh mạch mãn tính và chronic venous insufficient thì lúc này nó là từ C3 đến C6. Như vậy là suy tĩnh mạch là nó phải từ C3 đến C6, C1, C2 thì chưa gọi là suy tĩnh mạch, mà gọi là rối loạn tĩnh mạch mãn tính thôi. Thì từ C3 đến C6 thì lúc đó người ta có phù, có thay đổi da, có loét tĩnh mạch, lúc đó thì mới gọi là suy tĩnh mạch mãn tính. Rồi, như vậy thì cái bây giờ đề cập lại nha, cái telangiectasia, tức là giãn các mao tĩnh mạch dưới da, thì những cái tĩnh mạch này nó giãn vào đường kính dưới 1 mm, từ đồng nghĩa của nó là những tĩnh mạch mãn nhện hoặc là chỉ tĩnh mạch thì nó là C1. Cái nhiều hơn một chút, tức là reticular vein, tức là trong phần giải phóng mà hôm bài mà huyết khối tôi có đề cập đó, thì mình sẽ có là giãn những cái tĩnh mạch nhỏ dưới da và tĩnh mạch này đường kính từ 1 đến 3 mm thôi. Đồng nghĩa với nó là giãn tĩnh mạch nhỏ, gọi là venulactasia, đó là cũng là C1. Còn nặng hơn thì mình có cái varicose vein, tức là những cái giãn tĩnh mạch đó, thì những cái tĩnh mạch này nó giãn ngoằn ngoèo dưới da và đường kính trên 3 mm, và cái này mình phải đo ở tư thế bệnh nhân đứng thì lúc này mình gọi là C2. Và những cái dạng tĩnh mạch này có thể có hoặc không có suy tĩnh mạch hiện đi cùng, tức là có thể là mình nhìn thấy nó giãn những cái tĩnh mạch dưới da nhưng dừng ở mức C2 thôi, mà C2 thì chưa gọi là suy tĩnh mạch, vì suy tĩnh mạch đó là phải là C3 trở đi. Rồi, như vậy nhắc lại, cái CVD tức là rối loạn tĩnh mạch mãn tính, đó là từ C1 đến C6. Còn cái suy tĩnh mạch mãn tính, tức là chronic venous insufficiency, thì là nó từ C3 đến C6. Rồi, những yếu tố nguy cơ của giãn tĩnh mạch và cái suy tĩnh mạch mãn tính là gì? Những người lớn tuổi thì cả hai này đều có hết, yếu tố gia đình đều có hết. Và giới tính nữ là cái varicose này có, còn cái suy tĩnh mạch này có thể có thể không. Cái thai nghén cũng như vậy. Đó. Rồi cái béo phì,
thì cái varicose này nó có thể có không, mà cái suy tĩnh mạch là nó có ha. Cái dùng thuốc ngừa thai thì nó không ảnh hưởng. Rồi và như vậy thì rõ ràng là những cái này là reticular vein này, và cái này là varicose, tức là những cái này nó dạng lớn ra. Còn cái này là cái telangiectasia, tức là những cái ba cái mức độ. Và như vậy thì nó từ từ trừ C, C1 đến C2 thôi. Và C3 tức là nó là của cái suy tĩnh mạch rồi. Như vậy là chủ yếu là telangiectasia, reticular vein hoặc là varicose vein. Dạ. Đây là mình lại đề cập đến cái hệ tĩnh mạch hiện lớn và hệ tĩnh mạch nông và sâu. Thì như vậy thì mình sẽ có cái hệ tĩnh mạch hiện lớn là nó nằm dưới cái mạc nông, và cái nhánh phụ của tĩnh mạch hiện lớn là nó nằm phía nhánh phụ tĩnh mạch hiện là trên mạc nông. Còn dưới cái mạc mình có những cái tĩnh mạch trong cơ thì nó là thuộc hệ sâu. Tĩnh mạch trong cơ thì động mạch đi với tĩnh mạch. Rồi. Bây giờ đây là mình nói về cái telangiectasia, tức là những cái chỉ tĩnh mạch, đó là những cái mạch máu này mình làm siêu âm mình có thể thấy, tức là nó rất là nhỏ, cái đường kính nó dưới 1 mm đó. Và trên cái hình ảnh lâm sàng là mình thấy những cái chỉ tĩnh mạch này, trên siêu âm mình thấy da này, ngay dưới da nó là những cái đó, mình cũng cắt ngang và để ép đầu dò thì nó xẹt, cái đường kính của nó là 0.6 mm, dưới 1 mm, lớn hơn một chút là reticular vein, tức là cũng từ 1 đến 3 mm thôi, đến dưới 3 mm thì nó là có những cái đường xanh xanh ở dưới da đây đó. Và đây là cái varicose vein, tức là C2, tức là những cái tĩnh mạch này nó giãn đến 3 trên 3 mm đó. Và nhắc lại cái varicose vein này có thể có kèm suy tĩnh mạch hoặc là không đó. Đây là một trường hợp nó là varicose vein, nó dạng những cái tĩnh mạch nông dưới da. Và cái trường hợp này nó bệnh nhân có suy cái tĩnh mạch hiện lớn, như vậy thì vừa bị varicose vừa bị suy tĩnh mạch. Đây là về lâm sàng thì cái vùng mặt trong của mắt cá chân, phía trên mắt cá chân nó là những thay đổi sắc tố da. Rồi, 4A, 4B là nó giống như nó dày da. Và đến 5 tức là một cái loét tĩnh mạch mà nó lành, và cái 6 là nó đang loét. Rồi bây giờ mình đề cập đến cái sinh lý bệnh tại sao như vậy, thì đầu tiên mình phải đề cập đến vai trò của cái cơ vùng bắp chân. Cái bắp chân của mình là nó phải hoạt động, vì khi cái cơ nó co bóp như vậy thì nó sẽ đẩy máu về trung tâm. Nào, đây đây là lúc thư giãn, lúc cơ co bóp thì nó nhờ cái lực cơ co bóp nó sẽ ép lên thành tĩnh mạch, và trong thành hệ thống tĩnh mạch thì có van một chiều thì nó đẩy máu về trung tâm đó. Như vậy thì cái trạng thái đứng yên nó làm gia tăng thể tích và áp lực lên thành tĩnh mạch và dễ đưa đến suy tĩnh mạch. Như vậy cho nên là trong cái thực tế hàng ngày để mà chống suy tĩnh mạch thì đừng có bao giờ bạn đứng yên, mà bạn phải luôn luôn phải vận động tay chân, thì lúc đó không có bị suy tĩnh mạch. Anh chị thấy rằng là đây là lúc thư giãn, nó sẽ ứ trệ tĩnh mạch, và khi mà cái cơ co bóp thì nó sẽ tác động lên cái thành mạch, nó đẩy máu về trung tâm. Đó. Như vậy thì đây là cái lúc thư giãn, cái tĩnh mạch nó giãn ra, nó vẫn có cái dòng chảy, nhưng mà khi cơ co bóp lại thì cái dòng chảy nó đi về trung tâm mạnh mẽ hơn. Đó. Cái hệ thống van thì nó sẽ tùy thuộc, càng thấp thì ở dưới tầng cẳng chân thì cái số van nó càng nhiều, lên đến tầng đùi thì số van nó ít hơn, lên vùng chậu thì nó gần như không còn cái van tĩnh mạch nữa. Rồi. Và như vậy thì cái vai trò quan trọng của cái vùng bắp chân, cho nên là khi người ta vận động như vậy thì máu sẽ đưa về trung tâm rất là tốt, và như vậy thì nó sẽ chống suy tĩnh mạch rất là nhiều. Đó. Cái van tĩnh mạch này nó hoạt động, nó đóng mở ra và nó chỉ cho dòng chảy đi một chiều thôi, và hai bên đây là cơ nó co bóp và nó sẽ tác động lên. Đó là bình thường. Đến khi mà cái van này nó hư hại thì lúc đó nó sẽ cho cái dòng chảy ngược, do cái lá van này nó đóng không có kín thì bệnh nhân sẽ bị suy.
hoặc là cái van này nó bị quặt ngược lại, nó hư hại cái van cũng đưa đến suy, hoặc là cái thành định mạch này nó bị huyết khối rồi nó dày thành và nó dính luôn cái lá van vô thì nó cũng đưa đến cái suy định mạch đó. Như vậy thì đây là cái hoạt động van bình thường, và đây khi cái van nó hư hại thì đưa đến cái suy tĩnh mạch. Và như vậy thì người ta chia ra, ví dụ như đây là cái hệ nông nó suy. Nó suy thì cái dòng chảy nó sẽ đi ngược từ trung tâm ra ngoại vi ở cái hệ nông. Còn đây là cái hệ sâu nó suy. Thì các anh chị thấy rằng hệ sâu nó suy thường là do huyết khối, nó làm hư hỏng lá van là nó suy, nó đi ngược dòng từ trung tâm ra ngoại vi. Và cái này nó hư cái tĩnh mạch xuyên này chưa có bị hư, tức là cái dòng chảy vẫn từ hệ nông và hệ sâu đó. Còn trường hợp này là nó vừa hư sư cái hệ sâu và cái tĩnh mạch xuyên này mới bị hư, cho nên là cái dòng chảy nó ngược ra hệ nông đó. Một trong những cái không thiếu thể thiếu là khi mình phải làm đốp le tĩnh mạch đó, là làm cái đốp le xung, thì cái dòng chảy của tĩnh mạch nó sẽ thay đổi theo cái nhịp thở, đó là cái gọi là cái phổ gần sóng đó. Và khi mình thực hiện ngạn pháp Vasamba thì nó có thể có một cái trào ngược sinh lý rất là ngắn gọn, tức là lúc này cái la van nó chưa kịp đóng lại thì nó có một cái trào ngược rất ngắn rồi sau đó nó đóng kín lại. Và như vậy đây là cái phổ đốp le bình thường, cái van nó không bị suy van. Còn khi cái lá van nó hư hại đó thì mình thực hiện nghiệm bóp Vasamba thì cái dòng trào ngược này nó liên tục và mình sẽ đo được cái thời gian của nó. Rồi, người ta chia ra là cái suy tĩnh mạch tiên phát và thứ phát. Thì cái tiên phát tức là khi người ta lớn tuổi thì cái tĩnh mạch nó thoái hóa, cũng giống như động mạch nó vữa sơ thì tĩnh mạch đến chừng 40-50 là bắt đầu thoái hóa. Nó thoái hóa thì nó sẽ hư hại cái lá van do thoái hóa, cho nên đó là một cái kiểu gọi là suy tĩnh mạch tiên phát. Còn thứ phát là sau huyết khối thì như vậy là tiên phát thì nó chỉ có trào ngược, còn cái thứ phát sau huyết khối cho nên nó vừa tắc nghẽn vừa trào ngược đó. Và như vậy thì nếu mà tiên phát á, thì cái nội mạc nó còn tương đối, nội mạc của tĩnh mạch nó tương đối ổn. Còn cái thứ phát thì thường nó dày thành tĩnh mạch do nó tổ chức hóa. Cái lá van của cái tiên phát là do nó teo, nó già, nó lão hóa, nó teo đi. Còn cái lá van của suy tĩnh mạch thứ phát là do huyết khối nó bám, nó hư, cho nên nó phá hủy. Đó. Cái quan trọng là cái mức độ tiến triển của bệnh. Thì nếu mà suy tiên phát thì nó tiến triển từ C4 đến C6. Là hàng thập niên. Còn đối với cái thứ phát á, do huyết khối á, thì nó tiến triển rất là nhanh, từ C4 đến C6 nó tính từng năm, tức là cái tốc độ nó gấp 10 lần giữa cái tiên phát và cái thứ phát. Về điều trị thì hai cái khác nhau. Đối với cái hệ nông á, thì người ta điều trị nâng đỡ, tức là dùng thuốc để nâng đỡ cái thành tĩnh mạch, hoặc là mang vớ và có thể làm phẫu thuật cái hệ nông. Còn đối với cái hệ sâu thì do huyết khối cho nên người dùng thuốc tan huyết khối và điều trị hỗ trợ. Thì cái đối với cái hệ đối với tiên phát á, thì người ta phẫu thuật sớm là do để cho cái chất lượng cái cuộc sống. Còn cái đối với cái suy tĩnh mạch thứ phát á, thì người ta thường phẫu thuật mổ vì từ C4 đến C6 với những cái biến chứng. Rồi, về cái suy tĩnh mạch thì giữa hai hệ thì nó cái phần trăm tỷ lệ nó như thế nào? Như vậy thì nói một cách nôm na là cái hệ tĩnh mạch hiện lớn đó thì cái suy của nó khoảng chừng đến 80%, hiện bé thì gần 20%, còn cái tĩnh mạch không hiển thì khoảng chừng 10%. Đó là trung bình như vậy, thì nhiều cái thống kê nó khác nhau, nhưng mà như vậy là nhiều nhất là hệ tĩnh mạch hiện lớn, ít hơn là hiện bé, và cái tĩnh mạch không phải tĩnh mạch hiện thì nó ít hơn nữa. Rồi, về đo cái thời gian trào ngược á, thì cho đến giờ người ta thống nhất như thế này. Đối với cái tĩnh mạch đùi và tĩnh mạch khoeo đó, thì cái thời gian trào ngược được gọi là bệnh lý khi nó trên 1.000 giây, mili giây. Còn đối với hệ tĩnh mạch nông, tức là hiện lớn hiện bé, nó là trên 500 mili giây.
tĩnh mạch xuyên là trên 500 mili giây. Rồi bây giờ mình chẩn đoán suy tĩnh mạch bằng siêu âm Doppler thì tôi tóm lại bằng cái bảng như thế này để mình dùng. Thứ nhất, đối với hệ tĩnh mạch nông thì một trong những cái tiêu chuẩn là tăng khẩu kính tĩnh mạch, thì đối với tĩnh mạch hiện lớn là trên 6 và tĩnh mạch hiện bé là trên 4. Thì bây giờ mình sẽ coi từng cái một. Mình đo khẩu kính tĩnh mạch hiện lớn tại vị trí đùi cao, tức là 10-15 cm ở dưới cái quai tĩnh mạch hiện lớn, và mình suy tĩnh mạch hiện lớn trên gối bên trái. Thì bây giờ cái gì thấy đây là mình đo khẩu kính tại vị trí đùi cao, cái gì đấy gọi là PT đó, vị trí đùi cao. Thì cái này mình đo, mình lấy trung bình của đường kính trước sau và đường kính ngang chia đôi ra, đây là khoảng chừng 5. Đây là bên phải và đây là bên trái, cái gì thấy là nó khoảng chừng 6. Rồi mình làm cái nghiệm pháp van Sanva, cái gì thấy là ở cái tầng đùi á, mình làm cái van Sanva thì cái van này nó đóng lại, thì thông thường sau đó mình sẽ kiểm tra bằng cái Doppler màu coi nó có trào ngược không. Cái này nó không có trào ngược đâu, như vậy là mình không dẫn đoán nó không có suy tĩnh mạch hiện lớn đó. Còn cái trường hợp này mình thấy, mình làm nghiệm pháp van Sanva, mình thấy nó giãn ở sau cái lá van và nó có cái dòng trào ngược bệnh lý đó. Cái gì thấy đây là không van Sanva, thì khi thực hiện nghiệm pháp Sanva thì nó trào ngược qua cái lá van, nó đưa đến cái dòng trào ngược bệnh lý đó. Rồi mình dùng cái Doppler xung để mình làm cái nghiệm pháp van Sanva thì cái dòng trào ngược bệnh lý nó 600 mili giây ở cái tĩnh mạch nông. Như vậy là tĩnh mạch nông là trên 500 mili giây là mình chẩn đoán là nó bị trào ngược bệnh lý đó. Còn trường hợp này thì nó rất là rõ là đây là cái tĩnh mạch hiện lớn và nó bị hư hại, đây là cái gốc lá van này và nó bị hư hại, cho nên là nó bệnh nhân này hít thở thôi và đây là cái trào ngược tiên phát, cái lá van nó không có đóng kín được đó. Và khi mà thực hiện cái nghiệm pháp van Sanva thì cái dòng trào ngược nó rất là rõ, nó trào ngược qua cái gốc lá van này đó. Và mình cho cái Doppler xung vô, mình thực hiện nghiệm pháp van Sanva thì nó đến 2000 và trên 2000 mili giây đó. Đây là một trường hợp khác, đây là cái dòng chảy của tĩnh mạch hiện lớn ở bên trái, và khi người ta thực hiện nghiệm pháp van Sanva thì dòng trào ngược rất là rõ, đây là dòng trào ngược bệnh lý. Và khi người ta thực hiện nghiệm pháp van Sanva mà không có màu thì chỉ có trắng đen và xung thôi, thì người ta thấy hai cái lá van này nó không có đóng lại đó, và cái dòng trào ngược này người ta đo nó là 1800 trên 1800 mili giây đó. Còn trường hợp này khi người ta thực hiện nghiệm pháp van Sanva thì mình thấy cái lá van này nó uốn ngược lại đây, nó trào ngược lại, mình có thể cho màu vô để xác định, rồi mình có thể cho Doppler xung vô, rõ ràng cái dòng trào ngược này nó trên 1600 mili giây đó. Và lần khác mình lại đo là lúc 1600, lúc trên 2003. Cái điều này tùy thuộc vào cái độ rặn của bệnh nhân lúc làm nghiệm pháp van Sanva. Chính vì vậy cho nên người ta muốn làm cái van Sanva chuẩn á, thì người ta sẽ có một cái dụng cụ chuyên dụng. Nhưng mà ở Việt Nam thì tôi không có thấy người ta bán cái dụng cụ này. Tức là người ta có một cái áp lực chuẩn 30 mm thủy ngân trong vòng 500 mili giây và giữ tối thiểu là 3 giây. Thì Việt Nam mình thì vẫn cứ làm cái van Sanva thủ công thôi và mình vẫn đo được cái dòng trào ngược này. Đó. Đây là một cái trường hợp mà đây là cái tĩnh mạch hiện lớn, đây là cái lá van ở đây. Và khi mà không chưa có van Sanva thì cái dòng nó hướng về trung tâm, và khi mình thực hiện nghiệm van Sanva mình thấy cái van nó đóng lại, cái tĩnh mạch này nó phồng lên, đúng không đó. Nhưng nếu mình nhìn kỹ thì mình thấy là nó có một cái dòng trào ngược đây đó, khi mình làm cái van Sanva thì nó có một cái dòng trào ngược đây. Rồi như vậy thì mình phải cho cái Doppler xung vô để coi, thì rõ ràng là nó trên 1000 mili giây, mà đối với cái hệ nông là chỉ cần trên 500 mili giây là chẩn đoán suy rồi. Thì bệnh nhân này đó, trên màu mình thấy cái dòng trào ngược bên Doppler xung này thì cái đềm chẩn đoán suy tĩnh mạch hiện lớn ở bên phải. Tôi nhắc lại là bên phải là bởi vì có thể bên phải bị, bên trái không bị. Rồi bây giờ cái thứ nhất là tăng khẩu kính
tĩnh mạch, thứ hai là phổ trào ngược bệnh lý. Đối với cái tĩnh mạch hiện lớn là trên 500 mili giây và thực hiện nghiệm pháp van Sava, thì như vậy thì đây là một trường hợp mình cho van Sava với trắng đen, mình làm van Sava với đốp len màu, thì mình thấy nó không có suy, cái đường dẫn nó bị sai, nên ra là tôi nói nó đó, cái phần này là tôi đã vừa trình bày. Rồi tiếp đến là cái dòng trào ngược bệnh lý, đối với đó là lúc nãy giờ mình đề cập đến tĩnh mạch hiện lớn, còn tĩnh mạch hiện bé đó thì mình không có dùng nghiệm pháp van Sava mà mình dùng cái nghiệm pháp ép thả đầu dò trên lá cắt dọc hoặc là nghiệm pháp đổi máu. Đầu tiên tôi đề cập đến cái ép thả đầu dò trên lá cắt dọc, là mình biết là nhờ cái van một chiều, đây là tĩnh mạch hiện bé, khi mình ép xuống thì cái dòng chảy nó chạy về trung tâm, và khi mình thả đầu dò ra thì nó không có dòng chảy ngược. Thật ra nếu mình ép xuống mình thấy nó màu đỏ hướng về trung tâm, mình thả đầu dò ra mình thấy màu xanh, tức là nó có do cái hư hỏng lá van cho nên nó xuất hiện dòng chảy ngược. Hoặc là đây là một cái trường hợp khác, khi mình ép thả đầu dò thì mình thấy rằng là nó vừa có màu xanh vừa màu đỏ, tức là trường hợp này màu đỏ là cái dòng trào ngược bệnh lý. Tức là như vậy, đây là một cái phương pháp định tính thôi chứ không phải định lượng. Rồi mình dùng cái nghiệm pháp đổi máu. Cái đổi máu tức là mình trường hợp này thì mình chưa làm cái gì hết, nó đã suy tiên phát rồi. Đây mình đây là cái tĩnh mạch hiện bé nó đổ về, và đây là cái nhánh TE. Thì mình nên nhớ là cái dòng nó sẽ từ ngoại vi về trung tâm rồi nó lên cái nhánh TE. Thì đây nó lại có cái trào ngược tiên phát từ cái quai này, nó đổ ngược lại đó, và nó chạy lên cái nhánh TE. Như vậy là nhánh TE đúng dòng, nhưng mà cái quai tĩnh mạch hiện bé này là dòng chảy nó đang ngược dòng. Thì như vậy thì nếu chưa làm nghiệm pháp gì, mình thấy cái dòng trào ngược chảy ngược này thì mình chẩn đoán ngay là nó bị suy tĩnh mạch hiện bé đó. Còn trường hợp này thì các anh chị thấy rằng là đây là cái quai tĩnh mạch hiện bé nó đổ về, còn đây là cái nhánh TE. Cái nhánh TE này nó nhỏ, nhưng cái dòng TE bình thường nó phải từ cái quai này nó hướng lên trên đùi, thì bây giờ cái dòng TE này đang chạy ngược lại. Như vậy là mình chẩn đoán là cái dòng TE này nó bị trào ngược đó. Rồi cái tĩnh mạch hiện bé này mình thấy nó dạng lớn, chỗ này nó nhỏ, chỗ này nó dạng lớn, và người ta chưa làm cái nghiệm pháp gì hết thì nó đã có cái dòng trào ngược bệnh lý rồi. Tức là lẽ ra dòng chảy từ ngoại vi về trung tâm thì bây giờ dòng nó đang chạy ngược lại ra ngoại vi đó. Trường hợp này thì người ta dùng cái nghiệm pháp đổi máu, tức là mình bóp cái bắp chân ở phía dưới cái đầu dò, mình để cái đầu dò ở gần cái vùng queo, thì lúc đó mình thấy rằng là bình thường nó khi mình bóp thì cái dòng nó chạy tới, khi mình thả cái tay bóp ra thì lúc đó nó xuất hiện cái dòng trào ngược này, chứng tỏ là cái van nó hư hỏng, thì mình chẩn đoán là suy tĩnh mạch hiện bé đó. Đây là trường hợp cũng tương tự như vậy, mình bóp ở phía dưới cái bắp chân, đây là cái hướng dòng chảy mà khi mình chưa bóp cái bắp chân thì cái dòng chảy nó chảy về trung tâm, khi mình bóp cái bắp chân mình thả ra thì lúc đó nó xuất hiện dòng chảy ngược, và lúc đó mình đo cái tĩnh mạch, đây là cái tĩnh mạch hiện hiện bé, và cái này tôi ghi sai, cái mình đo phía dưới nó là hiện bé chứ không hiện lớn, nó bị giãn cái tĩnh mạch, nó cái dòng chảy nó trào ngược, tức là suy tĩnh mạch hiện bé. Đây là một trường hợp khác, các anh chị thấy đây là tĩnh mạch hiện bé bên phải, mình thấy rằng là đây là di chứng của huyết khối cũ nè, nó vôi hóa chỗ này nó dạng lớn đúng không, nó là huyết khối đây, đây là tĩnh mạch hiện bé. Như vậy đó là ứng viên của suy tĩnh mạch. Rồi bây giờ mình coi, như vậy là hiện bé nó rất là lớn, đường kính nó như vậy là 8 coi như 9 cộng với 6 chia đôi ra, mình tính ra là đường kính trung bình hiện lớn, hiện bé này rất là lớn, đúng không? Rồi khi mình dùng cái nghiệm pháp đổi máu thì mình thấy cái dòng trào ngược, tức là đã cái dòng trào ngược là dòng tới, là khi mình bóp thì nó dòng tới màu xanh, mà khi mình thả ra cái dòng trào ngược màu đỏ, mình chẩn đoán là suy tĩnh mạch hiện bé bên phải, và mình chẩn đoán luôn đây là suy thứ phát, là bởi vì sau với huyết khối tĩnh mạch di chứng. Rồi đối với hệ sau thì mình có dùng tiêu chuẩn tăng hộ kính tĩnh mạch không?
thì không. Nhắc lại nha, đối với hệ sâu thì mình sẽ một trong những chức năng chính của hệ tĩnh mạch là nó chứa máu của cơ thể, nhất là hệ tĩnh mạch sâu, thì nó gọi là cáp pum, tức là cặp tĩnh mạch chạy sau, tĩnh mạch mát thường khá lớn, đường kính đến 10 mm, cho nên là mình không dùng đường kính để chẩn đoán đối với tĩnh mạch sâu, và không dùng đường kính để chẩn đoán cái suy tĩnh mạch. Và mình phải dùng cái phổ trong bệnh lý. Thì đối với cái tầng đùi và khoeo thì người ta nhắc lại cái tiêu chuẩn của nó là trên 1000 ly dây. Đó. Ví dụ như đây là một trường hợp mình có tĩnh mạch hiện lớn, khẩu kính nó bình thường, mình đo cái dòng trào ngược của nó là 300 ly dây, 400 ly dây, tức là nó không có suy. Còn cái đây là tĩnh mạch đùi chung bên phải, không? Mình đo nó và như vậy là khi mình làm cái Valsalva là không có dòng trào ngược, như vậy là không có suy tĩnh mạch nông và sâu ở bên trái. Cũng bệnh nhân này mình coi qua bên phải, coi qua bên phải thì đây là cái tĩnh mạch đùi nông đó, và mình làm Valsalva thì thấy có dòng trào ngược, và như vậy là suy tĩnh mạch nông, tĩnh mạch hiện lớn tầng trên đùi ở bên trái. Rồi mình coi đến cái tĩnh mạch đùi sâu thì cái gì thấy rằng là mình làm Valsalva thì mình thấy có cái dòng trào ngược nó lên đến 1007, như vậy là suy tĩnh mạch nông và sâu ở bên trái, xin lỗi các bạn, chứ không phải bên phải. Bên bệnh nhân này là ở bên phải không có bị, nhưng mà ở bên trái là bị. Rồi đây là một trường hợp mình thấy rằng là đây là tĩnh mạch đùi sâu, đây là tĩnh mạch đùi nông, cái dòng chảy trở về, và khi mình làm cái nghiệm pháp Valsalva mình thấy dòng chảy ngược rất là rõ, đúng không? Cái gì thấy đó, cái dòng trào ngược bệnh lý đây. Như vậy thì mình phải nghĩ ngay là nó bị suy ở cái hệ nông. Mình làm cái hệ nông này là cái dòng trào ngược của nó là trên 3000 mili giây, còn ở cái hệ sâu đây, tĩnh mạch đùi đây, mình coi cái dòng trào ngược của nó cũng trên gần 3000 mili giây, như vậy là bệnh nhân bị suy cả cái hệ nông và sâu ở bên phải. Đây là một cái trường hợp về tĩnh mạch hiện lớn bên phải, người ta thực hiện Valsalva nó đóng kín, ok. Và tôi rất là hay dùng với cái trắng đen để coi rõ cái lá van, các anh chị. Thì với cái Valsalva mà có màu vô thì mình thấy rằng là nó thoáng qua dừng lại ngay. Đó, mình làm cái đốt la sung thì không có dòng trào ngược, nghĩa là bệnh nhân này không có bị suy cái tĩnh mạch nông ở bên phải. Rồi. Mình coi như vậy là đây là tĩnh mạch hiện lớn ở bên phải, và đây là tĩnh mạch hiện lớn bên trái, là mình làm không có Valsalva. Và cái này mình làm với tĩnh mạch đùi chung ở bên phải, mình thấy có dòng trào ngược. Tĩnh mạch đùi chung bên trái cũng bị trào ngược, vậy là bệnh nhân bị suy tĩnh mạch sâu chi dưới hai bên. Bệnh nhân này là tiền căn bị huyết khối tĩnh mạch sâu, cho nên sau đó bệnh nhân bị suy tĩnh mạch sâu chi dưới hai bên. Rồi. Về cái hệ tĩnh mạch xuyên thì một trong những tiêu chuẩn phụ là cái đường kính nó trên 3.5 mm, nó tăng khẩu kính tĩnh mạch. Đó. Thì cái gì thấy rằng là đây là một cái bình thường mình có, đây là hệ nông, đây là hệ sâu, và đây tĩnh mạch xuyên. Thì nhắc lại như vậy là dòng chảy nó đi từ ngoại vi về trung tâm, từ hệ sâu về hệ nông, từ hệ nông và hệ sâu, nhưng mà đây cái dòng nó trào ngược, tức là dòng trào ngược tiên phát, tức là dòng trào ngược bệnh lý. Mình đo cái đường kính nó đến 4.5 mm, như vậy là đi suy tĩnh mạch xuyên. Trường hợp này cũng như vậy, cái dòng chảy này thì nó đi từ ngoài từ nông vào sâu, nó chảy đúng dòng, nhưng mình đo cái mình đo cái đường kính tĩnh mạch thì nó là, để tôi đo nó bao nhiêu nha. Cái trường hợp này vậy, đây là đi ngược dòng từ hệ sâu ra hệ nông, một trường hợp suy tĩnh mạch. Mình đo cái đường kính nó là 4.5 mm, thế là một cái suy tĩnh mạch xuyên. Đó. Trường hợp này thì đây là cái dòng chảy ở dưới bàn chân đây, nó chạy đây, thì cái dòng này lẽ ra nó phải đi về trung tâm, thì đây cái dòng nó đi ngược, và đoạn này đi ngược, đoạn này đi đúng là từ hệ nông về hệ sâu,
nhưng cái đường kính của nó là trên 3.5 mm, 4.4. Như vậy đây là một cái suy tĩnh mạch xuyên nhau, cái dòng chảy nó vẫn đang từ hệ nông về hệ sâu. Và bệnh nhân này vừa suy tĩnh mạch nông vừa suy tĩnh mạch xuyên, đó là cái dòng trào ngược ở cái hệ nông đây và đây là vô xuyên đó. Ở đây mình có cái hệ nông ở phía trên đây, cái tĩnh mạch xuyên đó, tại vì nó không cùng mặt phẳng cho nên mình phải tĩnh tiến đầu dò thay rồi đổi hướng đầu dò để coi đó. Và đây là cái dòng chảy của tĩnh mạch xuyên, mình đo nó trên 3.5 thì đây là một cái suy tĩnh mạch xuyên đó. Đây là cái hệ nông bệnh nhân phù nề nè. Phù là một cái yếu tố giúp mình trong cái chẩn đoán suy tĩnh mạch hoặc là bị huyết khối tĩnh mạch. Thế cái dòng chảy đây và cái dòng chảy trên 2D mình hướng được không? Thì đây là cái dòng chảy từ hệ nông đến hệ sâu, mình dùng cái đốt lai màu, như vậy chắc chắn đây là một trường hợp suy tĩnh mạch và xuyên. Rồi, một trong những cái nữa là mình làm định tính là mình ép thả đầu dò, bởi vì cái hệ xuyên nó cũng có van tĩnh mạch, cho nên nếu ép thả đầu dò nó chỉ, xin lỗi các anh chị, nó đi sai đường dẫn rồi, nó chỉ đi theo một hướng thôi. Đây tôi sẽ đi ngay đến cái phần, xin lỗi nó đi sai đường dẫn. Đặt. Đây là một trường hợp là đề nông về sau và cái khẩu kính cũng gia tăng. Mình ép thả đầu dò thì cái gì thế là do cái van nó hư hỏng cho nên mình ép, thì cái dòng ép thả là cái phổ nó thay đổi theo cái ép thả chứ nó không có đi theo một hướng. Cho nên là mình thấy nó như vậy. Đây là một cái trường hợp mà cái gì thấy rằng là tĩnh mạch xuyên khẩu kính chỉ có 2 mm thôi và khi mình ép thả đầu dò là nó không có dòng trào ngược. Đó, thì đây là trường hợp cái van nó to không có bị suy. Thì như vậy là không phải lúc nào mình thấy tĩnh mạch xuyên là nó cũng có bệnh lý hết. Và đó, những trường hợp mà dưới 2 mm mình cái dòng chảy nó từ ngoài vào trong và nó không từ nông vào sâu và không có bị trào ngược không. Thì đây là một trường hợp cái tĩnh mạch xuyên nó dạng lớn đến 6-7 mm và cái dòng chảy nó đi từ nông về sau, thì mình ép thả đầu dò thì mình sẽ thấy cái phổ nó lúc ép thả là lúc nó dương lúc nó âm nha. Như vậy là hư hỏng toàn bộ cái lá van này cho nên nó mới suy như vậy. Rồi, tôi xin kết luận vấn đề. Như vậy thì chẩn đoán suy tĩnh mạch thì mình cần phải tuân theo cái phân loại CEP và bệnh nhân phải được siêu âm ở tư thế đứng khi chẩn đoán suy tĩnh mạch. Và để đánh giá dòng trào ngược bệnh lý thì cần phải thực hiện nghiệm pháp. Đối với tầng đùi thì mình làm cái nghiệm pháp Van Sampa và đối với cái tầng queo cẳng chân thì mình dùng cái nghiệm pháp ép thả đầu dò hoặc là nghiệm pháp đuổi máu. Tĩnh mạch có thể bị suy ở hệ nông, hệ sâu hoặc là toàn bộ hệ sâu, hệ xuyên và nông. Tĩnh mạch không đối xứng, có thể có hiện lớn, có thể hiện bé. Như vậy thì bạn phải sau cái bài này bạn phải rạch ròi ra, tức là bệnh nhân bị có thể bị tĩnh mạch nông, tĩnh mạch hiện lớn ở bên phải tầng trên đùi, ở bên trái tầng dưới đùi, rồi có thể có ở tĩnh mạch hiện bé bên trái và bên phải thì không, rồi có thể bị hệ sâu, có thể bị hệ nông, chứ không phải lúc nào mình nói suy là bệnh nhân bị suy tất cả các tĩnh mạch. Có những lưu ý như vậy cũng không có nghĩa là, và như vậy nhớ là phải rạch ròi ra nông, sâu và xuyên khác nhau. Và như vậy thì sau hai bài tĩnh mạch thì mình sẽ còn một cái bài thứ ba nữa là quy trình về siêu âm tĩnh mạch. Mong các anh chị chú ý đón nghe. Cảm ơn các anh chị đã chú ý theo dõi.